Rồi, xin kính chào mọi người nhá. Tôi lại tiếp tục lên cái cặp trang nữa. Đó, tôi bắt đầu trước mắt là tôi sửa lại cái nhổ sạch cái cỏ đi nhá. Xong tôi bấm lại tôi cho nó lộ cái đế ra. Cây là mọi người chơi cây ấy, dù cỡ nào cỡ quan trọng nhất là cái củ đế. Củ đế là nó phải được cái củ đế. Bất cứ một cây gì, cây gì cũng vậy, cũng phải được mua là phải chọn được cái đế. Đó là tôi nói bằng thật lòng trái tim thôi nhá. Còn cái cây mọi người mua về mà cái bộ đế nó bị lép này, nó không có đế này, là nó chán lắm. Đó, nên mua là bất cứ mọi người mua cây gì cũng vậy, đòi hỏi là mọi người phải chọn được cái đế. Cái cây là nó nhất cái đế mà. Cái đế mà nó không có cái đế là chơi là nó chán lắm. Phải lựa được cái đế. Cây gì cũng vậy, mai vàng nguyệt quế rồi là mai chiếu thủy cũng vậy. Cây mà nó không có đế là chơi chán lắm. Nên là mọi người chơi cây thì nó có đắt thêm một vài chục ngàn, hay là một vài trăm ngàn ấy. Nhưng mà nó theo ưng ấy, về mình chơi nó không có chán, càng nuôi nó càng giá trị. Chứ mình mua cái cây mà về mà mình chơi một thời gian nó nhìn nó chối lắm. Còn cái giá bây giờ thị trường bây giờ nó cũng rẻ chứ nó không có mắc. Nó không có mắc như ngày trước. Bây giờ là nó kinh tế giờ nó suy thoái. Năm nay nó làm ăn nó khó lắm mọi người ơi. Nuôi được một cái cây này cũng mấy năm, không mà là cắt xong là uốn gỡ ra vào dây lằng nhằng mì tôm đủ thứ, bắt đầu phải quay lên bán cho mọi người. Cái bên trong này thì mọi người nhớ là lọc đỡ cho nó thoáng. Đây là để nuôi những cốt nên là tôi vẫn để lùm xùm về là mọi người cứ vậy để vậy chơi nuôi cho cái cành cốt nó mập ra. Xong lúc đó là bắt đầu mình vào dây mình làm một lớp nữa uốn lại đó. Nó có định hướng hết rồi, lọc những cái bên trong này cho nó thoáng ra. Cứ để vậy là nuôi là nó to ra. Chơi cây là phải lâu năm. Cái mua mà cái đẹp luôn là nó không sướng, mình mua về tự tay mình làm là nó sẽ đẹp. Tự tay mình làm ra 9-10 người ý mà. Đâu có ai chơi cây giống nhau đâu. Một cái cây nó mọc ra nó nhiều cái kiểu khác nhau lắm. Nhiều khi cứ mọi người cứ xem nhiều video là hướng dẫn ấy, nhưng mà tùy theo cái cách của mình thích kiểu nào là mình làm, mình cắt. Còn không có mình kéo nó ngang ra nuôi cho nó mập cốt ra. Cây nó có ai chơi giống ai đâu mà. Mỗi người một kiểu. Chứ đâu có cây mà nó cứ đều nó thành một cái khuôn đâu mà. Đâu có thành một cái khuôn đâu. Đó, chơi cái trang sen này nó đẹp lắm. Này là bê để bàn chơi xong rồi. Chơi xong rồi ít bữa là lại mang ra ngoài nắng để có cái lọc cho nó thoáng này, cho nó lựa cái ánh sáng nó lọt vào cho nó nhanh mập cốt, để thì nó lùm xùm đó. Đó, rồi lọc cho nó phán những cái cốt cành chính. Chơi cây nó kỳ công lắm.
Đó, bấm cho nó lộ lộ cái cốt cành chính nha. Rồi là lọc hết những cái lá răm ở bên trong cho nó lọt ánh sáng vào nó nhanh lớn. Triệu mốt nhé, triệu mốt bao ship, mọi người mua thì cứ điện thoại, xác định mua thì cái số điện thoại tôi ghi trên đấy rồi thì mọi người cứ điện thoại. Chứ nhiều người cứ hay gửi tin nhắn, đôi khi là tôi đi làm ấy, nhiều khi không trả lời kịp được tin nhắn này, mong mọi người có gì thì thông cảm, hay là cứ điện thoại. Còn hỏi giá với lại đấy thì còn mọi người kết bạn Zalo cũng được, còn không có nó có cái mã số đây này, cây mã số đây rồi. Mã số này là mã số 3. Đó. Cứ nói là mã số 3 là tôi đóng hàng tôi gửi cho. Bao ship tới nhà là mọi người tôi không có thu tiền, nhưng mà mọi người mua thì cố gắng là lấy cho. Chứ đôi khi bom hàng thì tội nghiệp vựa cây. Chăm sóc một cái cây là nó cực rồi mà đóng hàng cái công gửi đi xong rồi là lại bom hàng không lấy ấy. Thì tội nghiệp nhà vườn, ai cũng vậy thôi, mua ở kênh là chỗ nào cũng vậy, mọi người đã xác định mua ấy, chơi là mua là phải cố gắng lấy cho gia đình rồi. Cây số 1 này đó, à quên, cây số 3 lại là cái ngày hôm trước tôi quay là hai cây, số 1 và số 2, cây này là số 3, số 3 và số 4. Đó, bên này là cứ vậy là mọi người nuôi thì nuôi nuôi cho nó lớn nhá. Rồi mã số 3 này nhá, triệu mốt nhá. Đó, đây thì cái này là về cứ vậy là nuôi, là kiếm cái chậu càng mỏng thì nó càng đẹp, chứ cái chậu này là chậu nó nặng, chậu xi măng này nó nặng. Đó, nó nặng nên là tôi sẽ đóng thùng quấn kỹ vào, cái này nó thuần rồi, khỏe như lính Mỹ rồi, như du mông rồi. Rồi tôi giờ mã số 4. Tôi lên mã số 4 nhá, mã số 3 xuống. Đó. Rồi, lên mã số 4. Chàng sen chơi nó bền, nó khỏe lắm, thích lắm. Đó. Rồi, tôi lại tiếp tục. Đó, bỏ mới bỏ cái cho này nè. Nay phết nó hút được cái mầm bệnh lặt vặt đi. Mà nó ngấm ra nó tốt cho chấu. Đó. Tự nó ngấm xuống là nó tốt. Đó. Có 1,1 triệu mà được sở hữu một cái cây như vậy thì mọi người nghĩ xem, đi nhậu ăn nhậu một cuộc là cả 1,2 triệu bạc mà mình mua cái cây mình thích, tiếc làm gì đâu, chơi về nó được ngắm hoa, gia đình vợ con nhìn thấy nó cũng có cái động lực đi làm mệt về mình nhìn thấy cái cây nó cũng sướng, nó đẹp, nó nổi cái nhà lên, trang trí một cái cây lên là tự nhiên cái công viên nhà mình nó khác hẳn lên, nó có hoa nhìn nó thích. Trang sen đó. Một triệu mốt một cây như này. Còn mọi người mà mua phôi ấy thì nó tầm 200. Đây, nhiều lắm. Nhưng mà để mất công lắm, mọi người nói vậy chứ mua nuôi được một cái cây nó lên như này nó lâu lắm, nên là mình xác định là mình mọi người muốn mua chơi và nuôi ấy, thì mọi người mua phôi. Còn cái cây đã nuôi như này nó lâu rồi thì bỏ ra đồng tiền nó cũng xứng đáng mà. Trước khi gửi đi thì cái tiền thùng, tiền ship nó đội lên nhiều mỗi thứ tí, còn cái hàng phôi ấy thì mình cứ để vậy mình đóng nó nhàn nó dễ. Còn như này là đóng thùng là cái thùng xốp cẩn thận chứ đâu có thể ẩu được, đến mọi người đâu có thu tiền đâu, nên là xem mà thấy hợp lý đúng cây, chụp màn hình đúng cây thì mọi người thanh toán tiền. Nhưng mà cố gắng mua thì mình không nên bom,
Nói chung là mình xem cho nó kỹ, hoặc là mà kết bạn Zalo rồi mà không tin tưởng thì kết bạn Zalo, bắt đầu là gửi lại video, quay lại kỹ lại một lần nữa, rồi là chụp lại màn hình gửi cho mọi người, tới tay mọi người là mọi người sở hữu được một cái cây như này là ok rồi. Đó, cây là khi bất cứ cái cây này gửi đi là không nên bón phân gì hết, cứ để như vậy. Tôi cái này là tôi mới giải một lớp cho mùa mưa này, nó bị ấy, tôi mới giải một lớp cho nó khô ráo sạch sẽ rồi đó. Cái này là gửi tới mọi người là ok rồi đó, đẹp, giá là hợp lý cho mọi người chơi. Chỉ có 1,1 triệu mà được sở hữu một cái cây trang trang sen đẹp như vậy. Đế, cái cây mà được cái đế nó ngon là thích lắm. Rồi, rồi video đến đây là kết thúc nha. Thì mọi người có nhu cầu mua thì cứ điện thoại có số điện thoại rồi thì mọi người điện thoại. Còn nếu mà mọi người muốn kết bạn Zalo thì cũng gọi Zalo. Có thể Zalo mình kết bạn rồi mình ưng cây nào thì mình điện thoại chứ nhắn tin thì tôi không, nhiều khi tôi cũng còn phải đi làm đấy. Thì mong mọi người có gì thì cứ điện thoại, đã xác định mua là điện thoại. Đó, điện thoại tôi sẽ đóng hàng tôi gửi cho. Cẩn thận đến tới tay mọi người là mọi người trả tiền. Rồi với thời gian nó cũng dài. Thì cứ hàng ngày mọi người thì thấy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè và những người thân và những người thích cây. Trong lối bạn bè thì tất nhiên là mọi người cũng có thể có bạn, có anh, có em mà muốn chơi cây ấy, thì mọi người cho tôi cho một nút chia sẻ lên, để ai có nhu cầu mua ấy, thì họ có thể họ mua ủng hộ cho gia đình tôi. Thì tôi xin chân thành cảm ơn tình thương bao la của mọi người ủng hộ cho gia đình tôi. Thì cuộc đời cuộc sống mà ai, mỗi người mỗi ngành mỗi nghề, tôi cũng mua qua và tôi bán lại, tôi làm lại, tôi nuôi lại thời gian, xong rồi là tôi lại đăng lên tôi bán cho mọi người chơi, cái công nó cũng xứng đáng thôi. Video này là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn tình thương của mọi người đã bất chút thời gian ghé thăm, rồi là xem những cây nào hợp lý mọi người bình luận trong đó, là hàng ngày tôi sẽ lên video. Còn mọi người mua mai dứa thủy hay là cần thăng thì nó có cần thăng đây, có cần thăng nhá. Còn các loại cây sam núi thì hồng ngọc mai thì nó nhiều, thì mọi người đăng ký để nhận được video mới, đăng ký để mỗi lần mà tôi lên video ấy mọi người có thể nhận được video. Tôi tại tôi mới làm ấy nên đôi khi nó cũng ít người biết đến, thì kính mong mọi người có tình thương ủng hộ tôi thì cho tôi một lượt chia sẻ nhá. Là tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, hẹn mọi người clip sau nhá. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.